Vậy Tuệ sai gì vậy anh? Sao không thấy đi tù nhỉ? Không, ông làm gì có vi phạm hình sự đâu vì đi tù. Ông ấy chỉ là cái người vô tình bị nổi tiếng và bị cái đám kền kền nó đi theo, nó làm mất trật tự an toàn xã hội thôi. Thì ông là trung tâm của mọi cái việc đó, và người ta chỉ cần ông đấy không đi nữa thì mọi việc đó bình thường thôi, có gì đâu. Thứ hai là ông chưa làm căn cước công dân thì người ta làm, và chưa làm thôi chứ không phải là không làm. Ông đâu có vi phạm hình sự đâu mà đi tù, sao lại nói người ta thế hả? Đúng không? Thì cái câu chuyện ở đây là tôi nói với các bạn là... Đấy các bạn này, chủ nhân của Hoa Nở hôm nay phát biểu đây. Thấy Minh Tuệ thì có gì sai đâu à các bạn. Ai sai đến đâu thì phải xử ở đó. Cái đám đông đi theo ấy gây ách tắc giao thông, họ quá tham lam, chen lấn, xô đẩy, chứ không thực hành theo lời Phật dạy, không trang nghiêm, không tĩnh lặng, khiến cho cơ quan chức năng rất là vất vả, mất thời gian và nhân lực để phân luồng như vậy. Các bạn này, thực ra ấy, gần đây ấy, thầy Minh Tuệ cũng đã muốn ẩn tu rồi đấy các bạn ạ. Thầy chỉ muốn thực hiện cái việc đi bộ này cho nhanh, để mà thầy về trụ xứ. Khi đó thì thầy muốn tĩnh lặng, vì cái thời gian vừa rồi thầy cũng quan sát rồi. Dân tính quá đông cho nên ảnh hưởng đến sự tự nhiên khi mà tu tập theo hạnh này. Có một cái video cách đây mấy ngày đấy, thầy nói là thầy chỉ muốn đi bộ hành cho nhanh. Cái video đó nhá, trước khi mà cơ quan chức năng có trao đổi với thầy nhá, thầy cũng muốn là đi cho nhanh thôi, về trụ xứ của thầy thôi, để mà thầy được nghỉ ngơi, tĩnh lặng. Vì thầy đi như thế, thầy cũng biết rồi, thì thầy giờ thầy sẽ quay trở lại, thầy tu tập độc cư. Tóm lại đây là một kết thúc có hậu, nhân văn, vừa thỏa ý nguyện của thầy Minh Tuệ, và cũng góp phần là thanh lọc những cái người mà không thực sự là cầu pháp, mà chỉ là tham lam, cầu an, cầu phước, và đi theo vì hiếu kỳ, hay là muốn quay phim chụp ảnh để kiếm tiền. Ok, chủ nhân Hoa Nở đã phát biểu rồi, chúng ta cũng không còn gì thắc mắc nữa nhé.